Chào quý nhà đầu tư. Trong đầu tư chứng khoán, việc lựa chọn được các cái cổ phiếu tăng trưởng trong tương lai đã quyết định được 50% chiến thắng. Chính vì thế cho nên là mọi người cũng rất là mong muốn lựa chọn cho mình được những cái doanh nghiệp tăng trưởng mạnh như thế. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý nhà đầu tư về cái chủ đề nhận diện doanh nghiệp bán lẻ có tiềm năng tăng trưởng. Thì nội dung gồm có mấy phần như sau: thứ nhất là đặc thù của doanh nghiệp bán lẻ, thứ hai là dấu hiệu tăng trưởng qua cái bảng cân đối kế toán như thế nào, thứ ba là phân biệt tăng trưởng có hiệu quả hay là bán ế hàng qua cái báo cáo kết quả kinh doanh. Và tiếp theo là khẳng định tăng trưởng bền vững qua lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thường niên. Và cuối cùng là kết luận và đưa ra cái nội dung tiếp theo để chúng ta nghiên cứu. Trước tiên là về đặc thù doanh nghiệp bán lẻ. Thì để có thể tìm kiếm được các doanh nghiệp bán lẻ có cái tiềm năng tăng trưởng mạnh thì ta phải hiểu được đặc thù kinh doanh của những doanh nghiệp này. Đặc thù của những doanh nghiệp này như sau: thứ nhất là đầu tư vào tài sản ngắn hạn là chủ yếu, tài sản dài hạn không quá lớn. Nó khác với các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp công nghiệp nặng là phải đầu tư vào tài sản cố định rất nhiều. Nhưng mà doanh nghiệp bán lẻ thì nó ngược lại hoàn toàn, nó chủ yếu tập trung vào cái tài sản ngắn hạn mà thôi. Thứ hai là trong tài sản ngắn hạn thì hàng tồn kho lại là quan trọng nhất và trọng yếu đối với những doanh nghiệp này. Bởi vì thông thường đối với doanh nghiệp bán lẻ, họ nhập hàng về và họ bán đi. Chính vì thế cái yếu tố hàng tồn kho là vô cùng quan trọng đối với họ. Việc soi doanh nghiệp bán lẻ tăng trưởng cũng vậy, tập trung vào hàng tồn kho trong cân đối kế toán. Thứ ba là tài sản dài hạn của doanh nghiệp thì thông thường cũng có cái dấu hiệu gia tăng trong cái quá trình mở rộng ở các cơ sở kinh doanh, kho bãi, tuy nhiên nó không quá lớn và cũng không trọng yếu. Thứ tư là doanh nghiệp bán lẻ càng lớn thì cái tỷ lệ chiếm dụng vốn càng nhiều với biên lợi nhuận gộp càng cao. Thứ năm là cái cân đối kế toán sẽ chỉ ra cái dấu hiệu tăng trưởng. Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ phân biệt được rằng bán hàng ế hay là tăng trưởng. Và báo cáo kết lưu chuyển tiền tệ sẽ xác nhận cái hiệu quả của việc tăng trưởng có tốt hay không. Và cuối cùng, báo cáo thường niên sẽ dẫn dắt được cái tăng trưởng đó trong bao lâu? 1 năm, 2 năm hay 5 năm cho chúng ta biết điều đó. Tiếp theo, chúng ta vào cái dấu hiệu tăng trưởng của doanh nghiệp bán lẻ qua bảng cân đối kế toán. Một, đó là cái hàng tồn kho tăng mạnh thì đây là một cái dấu hiệu rất điển hình. Thông thường với một doanh nghiệp bán lẻ để có thể tăng trưởng thì họ phải nhập hàng tồn kho về thì đây chính là dấu hiệu cho chúng ta phát hiện. Thứ hai là tài sản cố định của họ cũng tăng trưởng. Và cái mức độ tăng trưởng tài sản cố định ấy thì nó quyết định sự tăng trưởng mạnh hay yếu của doanh nghiệp này. Giả định MW có 2.000 cửa hàng mà một năm sau chúng ta nhìn thấy cái tài sản cố định nó gấp rưỡi chẳng hạn, thì về cơ bản gần như doanh nghiệp này mở lên đến phải thêm đến cả ngàn cửa hàng đó. Thì đấy là cái sự quyết định mạnh yếu. Còn nếu mà tài sản của cố định của họ chỉ đâu đó tăng 10% thì như vậy là số lượng cửa hàng mở sẽ rất là ít, không được nhiều. Tiếp theo, thứ ba là phải trả người bán sẽ tăng kèm và nó quyết định được cái vị thế tăng trưởng của cái doanh nghiệp bán lẻ này. Thì thông thường với doanh nghiệp bán lẻ khi họ nhập hàng quy mô càng lớn thì vị thế của họ, cho thấy vị thế của họ càng lớn trong việc đàm phán với nhà cung cấp. Bởi vậy cho nên là cái khoản phải trả người bán nó cũng thường tăng trưởng mạnh. Nếu mà nó tăng trưởng mạnh hơn so với việc hàng tồn kho thì có thể thấy là vị thế của nó ngày càng tăng. Tuy nhiên nó lại không tăng trưởng được thì có thể cho thấy vị thế của nó có thể không như ý muốn. Tiếp theo, ứng dụng vào cổ phiếu. Đây là điển hình của một công ty tăng trưởng mạnh. Chúng ta có thể thấy hàng tồn kho của doanh nghiệp này đi ạ, tăng rất mạnh. Nếu như 2015 4.933 tỷ thì đến 2018 đã 17.446 tỷ, tức là tăng gấp khoảng 3,5 lần trong vòng 3 năm, đúng không? Tương tự như vậy thì tài sản cố định của họ cũng tăng, tài sản cố định của họ cũng tăng rất mạnh. Điều này cho thấy doanh nghiệp này đang mở rộng kinh doanh rất mạnh mẽ. Và thực tế 9 tháng đầu năm 2019 cũng tương đồng như vậy. Hàng tồn kho tăng, tài sản cố định tăng, số lượng cửa hàng mở mới tăng rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét dấu hiệu tăng trưởng của doanh nghiệp bán lẻ qua báo cáo kết quả kinh doanh. Thứ nhất là doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp phải tăng trưởng cùng với hàng tồn kho. Vì sao lại vậy? Vì thông thường đối với doanh nghiệp bán lẻ khi họ mở rộng thì đồng thời với việc đó là cũng có luôn là cả doanh thu đi kèm nữa. Và nếu lợi nhuận mà đi kèm nữa thì cho thấy doanh nghiệp này mở rộng có hiệu quả. Đó, mở rộng có hiệu quả. Còn nếu mà doanh thu không tăng mà hàng tồn kho tăng thì điều này có thể khẳng định rằng doanh nghiệp này đang bán ế hàng rất nhiều. Thì chúng ta có thể xét cái yếu tố vòng quay hàng tồn kho để đánh giá được rằng đây là một doanh nghiệp tăng trưởng tốt hay bán ế. Nếu vòng quay hàng tồn kho của họ mà vẫn duy trì tốt thì cho thấy rằng đây là một doanh nghiệp tăng trưởng rất mạnh. Nhưng mà nếu vòng quay hàng tồn kho của họ mà giảm thì cho thấy là doanh nghiệp có thể đang bán ế. Đó. Và vòng quay tồn kho tính bằng giá vốn hàng bán chia cho hàng tồn kho. Thì
thì nó sẽ biết được rằng là vòng quay hàng tồn kho là được mấy vòng trong vòng một năm. Tiếp theo thứ hai là biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp không suy giảm thậm chí tăng, thì cho thấy rằng cái hiệu quả tăng trưởng này rất tốt, hiệu quả tăng trưởng rất tốt. Có rất nhiều doanh nghiệp doanh thu tăng gấp đôi nhưng lợi nhuận gộp chỉ tăng gấp rưỡi. Thì với những doanh nghiệp này, để mà có thêm thị phần họ phải hạ giá bán rất nhiều, do đó cái hiệu quả nó không đi kèm. Chính vì thế nó sẽ không bền vững trong tương lai. Mà doanh nghiệp tăng gấp đôi doanh thu thì lợi nhuận gộp thường tối thiểu cũng phải sấp xỉ gấp đôi, hoặc những doanh nghiệp nào hơn gấp đôi thì cho thấy lợi thế của cạnh tranh của họ càng ngày càng được mở rộng và rất là mạnh mẽ. Đó. Và tiếp theo, dấu hiệu của doanh nghiệp tăng trưởng qua báo cáo kết quả kinh doanh. Đây, chúng ta có thể nhìn vào doanh thu tăng trưởng rất mạnh đấy. Tiếp theo là lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng còn mạnh hơn. Nếu như doanh thu tăng trưởng khoảng độ 3,5 lần, đúng 3,5 lần này, thì lợi nhuận gộp của họ tăng trưởng 3,8 lần. Điều này cho thấy cái biên lợi nhuận gộp, tức là lấy lợi nhuận gộp chia cho doanh thu hoặc doanh thu thuần, thì của doanh nghiệp này tăng trưởng theo thời gian. Như vậy có thể thấy rằng doanh nghiệp này càng ngày càng mở rộng được cái lợi thế cạnh tranh của mình hơn nữa. Điều này cho thấy cái việc tăng trưởng là rất hiệu quả. Tiếp theo, để khẳng định được doanh nghiệp tăng trưởng trong tương lai thì chúng ta cần phải đặt ra các cái câu hỏi và tìm kiếm ở đâu. Một, đó là tăng trưởng bền vững hay là tăng trưởng đột biến. Chúng ta cần phải phân biệt yếu tố này. Rất nhiều doanh nghiệp vì một cái lý do nào đó thuận lợi của vĩ mô mà tăng trưởng đột biến. Nếu chúng ta đánh giá không chính xác, chúng ta có thể mua vào với giá rất cao và thua lỗ. Ví dụ doanh nghiệp TMT của ô tô TMT, hay là Trường Long, hay là Hoàng Huy, giai đoạn 2014-15 lợi nhuận tăng trưởng đột biến một cách rất mạnh mẽ, thậm chí tăng trưởng gấp chục lần. Tuy nhiên nếu xét kỹ thì cho thấy đấy là cái cầu bất thường khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải siết chặt cái tỷ trọng vận tải của các xe tải. Thành ra là thay vì ngày trước xe có tỷ trọng 1 tấn, người ta sẵn sàng chở 2 tấn, thì hiện nay người ta phải chở 1 tấn. Bởi vậy cái cầu về xe đột biến tăng rất mạnh. Ngoài ra kinh tế giai đoạn đó bắt đầu tăng trưởng làm cho cầu xe ngắn hạn tăng trưởng rất nhanh, trong khi nguồn cung thì chưa kịp đáp ứng cái cầu này. Bởi vậy làm cho giá bán tăng trưởng rất cao và doanh thu thu được lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên sau đó 1-2 năm khi cái cầu về ô tô nó nóng lại, ngoài ra là những cái doanh nghiệp sản xuất lại tăng cường sản xuất thêm ô tô, làm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp này lao dốc một cách không phanh. Bởi vậy giá cổ phiếu giảm còn 1/5, 1/10 là một chuyện hết sức bình thường. Thứ hai, chúng ta cần phải đặt ra các cái câu hỏi là tăng trưởng của doanh nghiệp này đang mở rộng này là tăng trưởng ngắn hạn 1 năm hay 2 năm, hay là nó tăng trưởng dài hạn trong 5 năm, 7 năm, 10 năm. Thì những doanh nghiệp tăng trưởng ngắn hạn thì nếu chúng ta trả quá cao thì cũng giống như cái trường hợp tăng trưởng đột biến thì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên nếu lựa chọn được một doanh nghiệp tăng trưởng 5 năm, 7 năm, 10 năm thì cái hiệu quả đầu tư cổ phiếu của chúng ta không thể tưởng tượng được. Có những doanh nghiệp chúng tôi đầu tư với cái tiềm năng tăng trưởng cao mà lợi nhuận của chúng tôi tăng gấp 5 lần chỉ trong 4 đến 5 năm. Thì đây là những cái kết quả rất đáng tuyệt vời và chúng ta phải đặt ra những câu hỏi để giải đáp như thế. Thứ ba, cái hiệu quả thực sự của tăng trưởng có cao hay không? Ngoài cái việc tăng trưởng là thường xuyên, là lâu dài, thì chúng ta phải xem cái hiệu quả tăng trưởng có cao không. Chỉ có hiệu quả tăng trưởng cao, bền vững thì mới mang lại lợi nhuận cao, chứ không phải là chỉ là mang lại doanh thu cao mà thôi. Ví dụ trường hợp của tập đoàn Bảo Việt chẳng hạn. Đây là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm và họ tăng trưởng doanh thu một cách chóng mặt vài lần chỉ trong vòng 5-6 năm qua. Tuy nhiên lợi nhuận của họ lại duy trì đi ngang, thậm chí giảm, thì cho thấy cái hiệu quả tăng trưởng của họ thực sự là vô cùng kém. Thì những doanh nghiệp này đầu tư sẽ không mang lại hiệu quả cao, mà chúng ta phải tập trung vào những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng nhưng mà phải hiệu quả cao đó. Và cuối cùng, những cái thông tin này thì chúng tôi AZFIN sẽ trao đổi với quý vị và các bạn, sẽ hướng dẫn nhà đầu tư rất là sâu và kỹ trong cái lớp phân tích đầu tư chứng khoán chuyên sâu tại AZFIN Việt Nam. Và mỗi tháng chúng tôi có một lớp và chúng tôi thường công bố ở trên fanpage Facebook AZFIN Việt Nam của chúng tôi, và quý vị và các bạn có thể tham gia 2 buổi học thử miễn phí. Sau đó cảm thấy hứng thú, cảm thấy hiệu quả thì hãy đăng ký tham gia trước. Tiêu chí của AZFIN là phải mang lại hiệu quả để cho nhà đầu tư thì chúng tôi mới làm, và chúng tôi không ép buộc một nhà đầu tư nào cả. Đó. Và cuối cùng tôi đưa ra cái kết luận về việc lựa chọn doanh nghiệp bán lẻ tăng trưởng như sau. Thứ nhất là dấu hiệu doanh nghiệp bán lẻ tăng trưởng thì chúng ta cần phải tập trung thông qua cái yếu tố hàng tồn kho và tài sản cố định. Thứ hai là doanh nghiệp thực sự mở rộng kinh doanh khi doanh thu và lợi nhuận gộp phải tăng trưởng đồng thời. Đó. Nếu doanh thu mà không tăng trưởng thì cho thấy đây là một doanh nghiệp bán ế hàng. Nếu lợi nhuận không duy trì được thì cho thấy là doanh nghiệp này mất dần lợi thế cạnh tranh theo thời gian,
Còn nếu lợi nhuận gộp mà gia tăng, ví dụ như PNG hay thế giới di động, thì cho thấy doanh nghiệp này đang ngày càng mở rộng cái lợi thế cạnh tranh của mình. Thứ ba là doanh nghiệp mở rộng hiệu quả khi biên lợi nhuận gộp ổn định và tăng mạnh như tôi vừa giải thích ạ. Và cuối cùng, chúng ta cần phải kết hợp với cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ nữa và báo cáo thường niên nữa thì sẽ đánh giá được A. chất lượng tăng trưởng có cao hay không, có tốt hay không, B. tăng trưởng có bền vững hay không, và C. tăng trưởng có lâu dài hay không. Thì như tôi đã nói, nội dung này sẽ có trong cái khóa học phân tích và đầu tư chứng khoán chuyên sâu do IZFIN tổ chức hàng tháng, mỗi tháng một khóa. Và nội dung tiếp theo tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn đó là nhận diện doanh nghiệp sản xuất có tiềm năng tăng trưởng. Thực sự mà nói là doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ thì nó có những cái sự khác biệt nhau rất nhiều trong cái việc đánh giá tăng trưởng. Bởi vậy chúng ta cần phải đi sâu, chi tiết và từng đối tượng để có thể xác định được chính xác rằng doanh nghiệp bán lẻ tăng trưởng như nào, doanh nghiệp sản xuất tăng trưởng ra sao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.